で、この方はね、78歳の女性で、ここのところが痛いんだと、お腹のね、ところが痛いと、右のところとね、で、胆石症ですね、胆石症の発作で痛いということで、手術をしました。で、腹腔のね、内視鏡の手術で、あの小さい傷の1箇所、2箇所、3箇所だけ小さい傷を開ける手術で、あの非常にあの順調にいきまして、で、今、退院をね、待ってるところです。Lúc đầu tiên mà vào thì trong tình trạng rất là đau, thì được sự chăm sóc của các bác sĩ và có bác sĩ người nhà đây là chỉ định là mổ. Thì là qua cái thời gian là chữa chạy thì tiến triển rất là tốt. Nói chung là các bác sĩ ở đây chăm sóc rất là tốt, tận tình. Và đặc biệt có bác sĩ như nhà đây rất có tình cảm với bác sĩ và rất là thích cái phong cách làm việc này. Nói chung là chuyên môn rất là